Hello các bạn nha. Hổm rày thì mình lu bu quá, không có thời gian để đi câu các bạn ơi, cho nên hổm rày có một số anh em nhắn tin hỏi sao hổm rày lâu quá không thấy mình lên cái clip mới. Hổm rày nói thật với các bạn, hổm rày mình cũng lu bu ở cái kênh chính của mình á, lo cho nó hoàn thiện cái kênh chính cho nó xong đó. Hôm nay thì nó mới vừa xong rồi mình cũng quá trời mừng luôn. Và phần nữa là do mình bận biểu với công việc á, không có làm đi câu xa được, còn đi gần gần ở thành phố này thì giờ cá nó cũng ít lắm các bạn. Và cũng như hổm rày một số anh em, và trước đây cũng có một số anh em là nhắn tin góp ý với mình á, là nên làm một cái clip là hoàn thiện về bộ môn câu cá sặc rằn. Cũng vì mình nói chung là anh em trong các trang hội hay là anh em đồng nghiện đồng thích hay đi câu chung á, thì ai hầu như ai cũng biết là mình thích nhất cái bộ môn đi câu cá này, là thích nhất là bộ môn đi câu cá sặc rằn thôi. Cho nên là hôm nay là mình sẵn là mình cũng không có thời gian đi câu xa, cho nên mình sẽ làm một cái clip, là cái clip là hướng dẫn các bạn làm cái phao như thế nào cho nó thích hợp để mà mình câu cái con cá bể nè. Mình câu ở tất cả mọi địa hình nha các bạn, cái phao nó quan trọng lắm nha các bạn. Là chúng ta câu ở cái địa hình trống nè, và cái địa hình con cá bể nè, và con cá mới nè. Con cá mới thì các bạn câu sao nó cũng ăn hết, nhưng mà riêng đặc biệt con cá bể là nó đòi hỏi kinh nghiệm rất là nhiều nha các bạn. Thì bây giờ cái bộ dụng cụ câu á, cái bộ đồ mà các bạn cần phải chuẩn bị á, trước nhất thì cho mình xin giới thiệu về cái phao đi, để mà mình làm cái phao mình câu. Thứ nhất là nó tiện lợi, tại vì ở có một số anh em là không thể tìm ra được cái phao ốc này, cho một số anh em phải bắt buộc phải xài phao nhựa. Và cái ưu điểm của cái cây phao bắp á, cái ưu điểm của cây phao bắp này á, là chúng ta câu có cảm giác là nó rất là thiên nhiên. Và con cá thì khi mà con cá bể á, con cá nhác á, thì dù sao nữa nó cũng dạng ăn hơn là cái phao nhựa này nha các bạn. Cái phao cao su này, cái này là phao cao su. Cái này á, thì mình chỉ thích hợp làm phao để câu đêm thôi, còn ban ngày thì mình khuyên các bạn nên làm phao bắp. Còn những anh em nào mà không có điều kiện để mà có phao bắp nhỏ để mà mình làm câu cá sặc rằn á, thì mới hãy sử dụng cái phao nhựa này. Phao nhựa này thì ở đâu cũng có bán, phao cao su này nè, ở đâu cũng có. Mà cái câu đêm á, cái đó là mình nói về câu ngày nha, còn cái câu đêm á, thì theo như mình câu thường mình thấy á, nếu mà các bạn làm phao câu đêm á, các bạn nên làm phao nhựa, chúng ta không nên làm phao bắp. Tại vì cái phao bắp á, ba các bạn canh phao cực lắm, và lại các bạn câu cái phao bắp á, là nó cái thời gian nó không có được lâu. Chúng ta câu cái phao nhựa này nó rất là bền, còn câu phao 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 bắp á, thì nó chỉ được một thời gian thôi, bao giờ nước thấm vô là nó sẽ mục, nó sẽ dễ bể lắm các bạn. Rồi thì tóm tắt nó là như vậy thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì á, là bây giờ cái bộ dụng cụ để làm, những anh em mà cần có những cái gì, bây giờ mình sẽ để cho anh em coi ha. Trước nhất là phao ha, cái này là phao loại nhỏ nhất nha các bạn, cái loại phao này phao nhỏ nhất. Cái này mình mua có 2.000 cái thôi, ra tiệm hầu như chỗ nào cũng có. Cái phao thứ hai, các bạn mua cái loại lớn thứ hai thôi, cái này thì nó dễ làm hơn. Và nếu chúng ta câu đêm á, thì chúng ta làm cái này cũng được, không nhất thiết phải làm cái này. Cái phao nhỏ nhất này, chỉ những anh em nào mà không có phao bắp đó, thì mình hãy mua cái này mình làm cái này thì nó bền, nhưng mà nó nhỏ được, nó cái là nó nhỏ cũng có thể thay thế phao bắp được.
Và cái này là hai cái phao cao su nha các bạn. Bây giờ tới phiên cái phao phao bắp đây. Bây giờ mình lấy cái loại cái này là phao bắp cao ban ngày, cái này là phao bắp cao ban đêm. Rồi coi như là đã xong cái bộ phao chúng ta cần phải có rồi. Bây giờ cái thứ hai, cái thứ hai liên quan tới cái phao nha các bạn. Chúng ta nên nên mua một bịch chụp chì mà màu đỏ nha các bạn. Tại vì khi chúng ta câu ban ngày, ban đêm thì chúng ta không cần thiết, nhưng ban ngày đó chúng ta câu cái phao mà màu đỏ này á thì nó, chúng ta nhét lên một chút là mình sẽ làm cho các bạn coi, nhét lên cái đầu phao mình á thì chúng ta dễ nhìn lắm. Ban đêm ban ngày mà chúng ta câu, tại vì câu cá sặc này là câu tầm xa mà ít có câu tầm gần lắm, cho nên là chúng ta sẽ cần tới cái này. Và bây giờ thì cái phao, liên quan tới cái phao thì đã xong, bây giờ tới cái chì. Chúng ta ra tiệm mua, nếu như anh em nào đi câu nhiều thì câu thường xuyên thì nên mua một lần một bịch nhiều như vậy nè. Chúng ta không đừng mua ít ít rồi đến tại chúng ta câu có sặc là nó mau hư phao lắm các bạn. Tới cái loại thứ hai, hai loại ha. Cái loại này là loại nhỏ nhất, đây câu có sặc bớm nha các bạn. Còn cái này thì câu có sặc rằn, cái phao này thì câu có sặc rằn. Nhưng mà cái phao này câu sặc bớm, nhưng mà ở những cái chỗ mà nước trong con cá nó bẫy thì chúng ta tốt nhất là nên xài nhỏ nhất có thể để cho con cá nó đỡ bẫy. Có nhiều anh em thì câu không cần chì luôn, nhưng mà theo như mình thấy, mình câu bao nhiêu năm rồi mình rút kinh nghiệm là có chì thì nó dễ câu hơn các bạn. Rồi cái phần chì thì đã xong ha. Và bây giờ á là chúng ta tới cái phần cước, cước câu. Thì chúng ta khi chúng ta câu ban ngày, ban ngày nha các bạn, tốt nhất là cần ban ngày thì chúng ta chỉ dùng nhợ một chấm thôi nha các bạn. Đây các bạn thấy không, một chấm thôi. Và ở đây thì mình xài thì nó là Maroto thôi, nó 50.000 một cồn 50 m Maroto ha, một chấm nha các bạn. Đây, một chấm đây. Và cái này là câu ban ngày. Còn câu ban đêm, câu ban đêm thì chúng ta sẽ dùng tới cái nhợ. Nếu chúng ta câu ban đêm chúng ta sẽ dùng tới cái nhợ 1.5 nha các bạn, 1.5 nha. Chúng ta dùng cái màu nhợ 1.5. Tại sao là chúng ta phải câu cái ban đêm, nó thường nó to hơn ban ngày. Ban ngày thì chúng ta câu nhợ càng nhuyễn càng tốt, nó sẽ đỡ con cá nó đỡ nhát. Nhưng ban đêm là tốt nhất chúng ta nên câu từ 1.5. Lý do là ban đêm chúng ta câu hay có cá trê nó vô nó ăn lắm. Tại vì tức chúng ta câu cái sạch này á, thứ nhất là chúng ta câu bằng trứng kiến vàng mình á. Thứ nhì, những anh em nào mà câu mà có dùng cái dầu nhữ á, thì hầu như là cái dầu nhữ này là con cá trê nó rất là thích. Cho nên ban đêm á, chúng ta câu là nên câu nhợ 1.5. Rồi cái này là liên quan tới cái nhu cầu của cái đường nhợ. Và cái thứ hai liên quan tới đường nhợ này thì chúng ta nên ban đêm chúng ta nên làm một cái đường nhợ khoảng chừng một sải tay, là nó tương đương khoảng 1,5 m nha các bạn. Chúng ta làm nhợ thì chúng ta cứ nên làm như vậy, tại vì có một số anh em á, người ta làm câu nhợ câu cái sặc này người ta làm nó nhợ nó khoảng chừng 1 m thôi. Nhưng mà theo như mình thấy á, thì 1 m á, chúng ta khi chúng ta câu ở cái mực nước sâu á thì con cá cái phần nhợ dư ở trên cái đầu cần của mình nó còn ít lắm, chúng ta giật con cá nó không đủ độ sốc, nó dễ bị sảy lắm các bạn. Cái thứ hai á, là nó ngắn quá, khi chúng ta dở lên nó gió nó bạc cái đường nhợ lên nó hay quấn lên cái đầu cần. Đây là cái liên quan tới cái đường nhợ ha. Và cái này là mình đang nói về cái nhợ câu ban đêm, còn chúng ta câu cái nhợ ban ngày một chấm thì chúng ta cũng nên làm ít nhất là một sải tay, là từ 1,5 m tới 2 m. Lý do tại sao chúng ta nên làm dài,
các bạn nên là một cái đường chuẩn bị cho mình một cái đường nhựa dài, là vì khi ở cái những địa hình như là nước trong nè, chúng ta câu ở cái vùng nước trong thì con cá sặc á, thì các bạn biết là con cá sặc á thì nó ăn ở trên tầng mặt, mà chúng ta câu cái nhựa ngắn quá thì con cá nó sẽ thấy cái đầu cần chúng ta và nó sẽ nhát. Cái thứ nhì, các bạn nên, đây là mình chia sẻ đây là trên cái kinh nghiệm nha các bạn, mà cái kinh nghiệm này thì cũng rất là nhiều anh em nhắn tin hỏi riêng cho mình. Câu con cá sặc nên câu ở cái từng nước nào thích hợp nhất, cái này là cái quan trọng nhất cho các bạn. Có một số anh em cứ lẫn lộn giữa con cá sặc là phải câu ở trên cao, trên mặt nước, tại hai tấc tấc mấy, hai tấc ba tấc gì đó, các bạn sai lầm. Con cá sặc chúng ta có thể câu ở tất cả các tầng nước. Cái này là mình xin nhắc lại là một số anh em thường hay nhắn tin hỏi mình riêng á, trên Facebook á, là hay nhắn tin hỏi riêng về cái mực nước nên câu như thế nào. Và mình chia sẻ với anh em, anh nên là một cái đường nhựa dài một chút, từ nếu chúng ta câu ban ngày từ một sải tay cho tới 2 mét, có nghĩa là từ 1,5 m tới 2 mét. Khi chúng ta câu chúng ta câu con cá sặc, chúng ta giục mồi ở trên mặt. Các bạn lưu ý cái vấn đề này nha, cái này là quan cực kỳ quan trọng. Chúng ta giục mồi lên trên mặt. Tại vì nguyên tắc ta câu cá sặc là ta phải xả dùng. Ta xả dùng là cái chứng kiến đó, nó nằm trên mặt. Và khi cái chứng kiến của mình nó chìm xuống, các bạn nên nhớ là chứng kiến cái mồi xả của mình đó, khi con cá sặc nó chưa kịp ăn á, khi con cá sặc nó ta đang ở cái giai đoạn ta dụ nó vào á, rồi ta quăng một bờ chứng kiến lên trên mặt, mà trong cái giai đoạn mà con cá sặc nó chưa kịp vào, mà nó chưa kịp ăn hết rồi, chứng kiến nó sẽ chìm xuống dưới đáy, chìm xuống dưới đáy nha các bạn. Thì khi đó con cá sặc, các bạn nên nhớ là con cá sặc là nó ở tầng nước nào thì nó ở cố định tầng nước đó, tùy theo cái địa thế địa hình mình câu. Thí dụ cái vùng đó nước sâu, nước sâu thì con cá sặc á, mà đặc tính con cá sặc á là nó chỉ ở khoảng chừng 1,5 m trở lên thôi, chứ nó không ở sâu lắm đâu nha các bạn. Thí dụ ở cái hầm nó cực kỳ sâu, nhưng mà nó chỉ ở tầng đó trở lên thôi, chứ ít khi nào nó ở sâu 2-3 m đáy lắm, hiếm lắm. Chúng ta câu, ta để mồi xuống, trước nhất ta câu trên tầng mặt. Tầng mặt thì tùy theo các bạn thôi, từ 2 tấc, 3 tấc, 4 tấc, đó gọi là tầng mặt. Chúng ta câu một chút, hết con cá ở trên cái tầng mặt rồi, chúng ta thấy nó êm quá thì chúng ta kéo xuống một chút xíu nữa ha. Chúng ta kéo xuống một chút xíu nữa là khi á, con cá có thể nó ở tầng giữa thì nó sẽ ngay mà ngay tầm ăn của nó là nó sẽ ăn. Và khi chúng ta câu một chút nữa và chúng ta sẽ thấy con cá nó im nữa, chúng ta hạ xuống tầng đáy. Tầng đáy ở đây ý mình muốn nói ở đây là tầng đáy thường chúng ta câu cá sặc thì chỉ từ 1,5 m trở lên thôi, chứ đừng là câu sâu hơn nha các bạn. Thường con cá sặc đó là nó không bao giờ nó ăn ở quá 1,5 m, và từ chúng ta câu một chút đó, chúng ta sẽ thấy nó ở tầng đáy thì chúng ta sẽ câu ở tầng đáy. Và đặc biệt là khi con cá sặc to, con cá sặc già thì thường là nó ở tầng đáy nha các bạn. Con cá sặc già thì thường nó ở tầng đáy, và khi chúng ta câu á, con cá sặc già này chúng ta sẽ thấy nó vào một cái đường tim, hầu như đa số là như vậy nha các bạn. Đa số là những con cá sặc già khi nó ăn ở tầng đáy, nó ăn tầng lẫn tầng mặt thì ít khi nào nó có lên tim lắm, nhưng mà khi nó đã ăn ở tầng đáy thì nó sẽ lên tim, và cái tim của nó li ti li ti li ti y như là cá trê vậy. Các bạn dễ nhầm lẫn với cá trê lắm nha. Bởi vậy mình khuyên các bạn câu nên xài cái nhựa to, ban đêm là nên dành vậy. Con cá lớn đó nè, thường nó ăn ở tầng đáy, mà cái tầng đáy khi nó ban ngày khi ta thấy nó vào, ta sẽ thấy cái đường cái tim 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 nó li gì đó, chúng ta để xuống là có thể là nó sẽ ăn liền. Mà đặc biệt con cá mà nó xuống tầng đáy thì nó ăn rất là dạng, chúng ta rất là dễ câu. Thôi thì bây giờ mình chỉ hướng dẫn chi tiết thôi, sơ sơ về cái kỹ thuật cũng như ấy, về cái
cái tầng nước câu để con cá sặc thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ chi tiết về cái dầu. Mình sẽ nói tiếp về cái vấn đề dầu. Thì ở đây mình câu đây là có 3 loại dầu và một loại mình đang không lấy ra nữa, tại vì mình chỉ có thể nói thôi được rồi, không cần phải đem ra thực tế cho bác ăn con. Như mình câu 3 loại dầu, tại sao có một số anh em nói theo tám đi câu thấy dầu bù cá nhiều lắm, sao đem dầu nhiều vậy? Bây giờ mình mới chia sẻ thật sự với các bạn là chúng ta nên câu 3 loại dầu, và chúng ta câu cách thức là tới 4 loại. Chúng ta câu 3 loại dầu nhưng mà công thức câu là 4 loại. Tại sao 3 loại dầu mà mình câu 4 loại? Ở đây mình xin nhấn mạnh với các bạn, con cá sặc mà nó chưa bẫy, cũng như tất cả các loại cá khác thôi, mình câu nếu mà nó chưa bẫy thì chúng ta rất là dễ câu ha. Và khi con cá nó chuẩn bị bẫy thì cái giai đoạn mình câu á, thì nó lại hơi khó một chút, và cái số lượng nó cũng không được nhiều lắm đâu. Và khi á, con cá nó thực sự bẫy thì cái đó mới là cái quan trọng. Cái con cá nó bẫy rồi là chúng ta cực kỳ khó câu. Tại sao có một số anh em nói ừ sao chỗ đó mà tao đi nát hết mà không có, mày đi tám đi sao lại tám lại có, nó lại ăn. Và anh em thường hay hỏi đố mình, hỏi vui, hỏi ô mày có đi mua cá về mày bỏ vô thùng không vậy? Mình xin thưa với các bạn á, là không bao giờ. Cái con cá sặc này á, nó câu nó cũng như là một bộ môn nghệ thuật. Các bạn nên nhớ á, con cá nó bể con cá mới á, thì ta câu cái gì nó cũng ăn hết, ta câu làm sao nó cũng ăn hết. Nhưng mà đặc biệt con cá bể là chúng ta câu nó rất là khó. Và bây giờ á, mình sẽ chia sẻ thực chất về cái dầu. Bây giờ trước nhất là con cá mà nó chưa bể, chúng ta muốn câu ở một cái các bạn lưu ý cái này nha, cái này cực kỳ quan trọng nha. Khi chúng ta câu một con cá chưa bể mà ta muốn câu cái điểm đó, ta muốn câu lâu dài hay là muốn câu nhanh gọn lẹ để ta về bắt cho cá cho nhẹ lẹ rồi chúng ta về đó, thì cái điểm con cá mà chưa bể chúng ta nên câu có một chút xíu dầu, dầu vừa thôi, đừng câu dầu nặng nha các bạn. Rồi nếu mà đủ cái thời clip này, đủ thời gian á, thì mình sẽ tư vấn với các, mình sẽ hướng dẫn các tư vấn thêm về cái vấn đề giữa dầu nhẹ và dầu nặng có cái gì ở trong đó mới gọi là dầu nhẹ và dầu nặng. Bây giờ chắc có lẽ là thời gian làm cho một clip nó không, mình không thể nào tư vấn hết trong một cái bộ môn này được. Bây giờ mình sẽ tư vấn với các bạn là cách nào để câu con cá cho lẹ. Chúng ta ở cái câu mà ở cái điểm mà cá chưa bể, con cá sặc chưa bể, thì chúng ta nên câu một chút xíu dầu, gọi là vừa thôi, các bạn đừng câu dầu nặng, dầu nhẹ thôi, phải có một chút xíu. Tại sao câu có một xíu? Chưa khá cá chưa bể mà ta phải cần phải có dầu. Cá chưa bể có nghĩa là nó chưa bao giờ nó nghe mùi dầu, và chúng ta bỏ một chút, pha chút ít rồi thôi, thì nó sẽ gom lại. Nó gom lại thì chúng ta câu số lượng nó sẽ lẹ hơn. Ví dụ như con cá đâu bao giờ nó đi một bầy, ví dụ một bầy nó 40-50 con, đâu thể nào nó chụm vô một chỗ, đúng không các bạn? Nó sẽ loan ra, nó sẽ đi ở vòng vòng ở đó, chứ nó không bao giờ nó nằm một chỗ mà 40-50 con, hay là cả trăm con, không bao giờ nó nằm ở một chỗ đó. Cách đó khoảng chừng 1-2m, 2-3m, 3-4m gì đó, nó sẽ nằm ở đó, vòng vòng ở khu vực đó. Và chúng ta bỏ một chút xíu dầu vô thì nó nghe mùi, nó sẽ gom lại. Nó sẽ gom lại thì cái số lượng ta câu rất là lẹ và rất là nhiều. Ở cái lần đầu tiên chúng ta câu ở cái điểm mới đó, cái mình xin nhắc lại là cái điểm chưa bể đó. Và nếu chúng ta câu ở cái lần thứ hai thì chúng ta câu dầu loại trung bình, có nghĩa là khi đó là con cá nó đã vào rồi, bể dầu thì nó chưa bể, nhưng mà nếu chúng ta câu nhẹ thì cái loại dầu nhẹ thì nó sẽ không đủ ép phê nó, chúng ta sẽ câu loại nặng chút. Có nghĩa là ví dụ 1-2 ngày đầu chúng ta câu, chúng ta thấy con cá nó hơi bị yếu yếu rồi, đúng không? Thì khi đó chúng ta hơi tăng câu loại dầu trung bình chút để cho đánh mau gom con cá.
Và khi ta cho dầu, các bạn để ý, nếu các bạn câu cá có câu cá sặc này, các bạn để ý, khi chúng ta cho một ít dầu vào thì con xe cá lớn nó sẽ mau vào hơn. Chứ nếu chúng ta không câu dầu á thì những con cá nhỏ, con cá ở cái lỗ mà mình câu, nó có loại có cá tầm nào thì nó sẽ ăn làm đó. Nhưng chúng ta cho một ít dầu vào thì con cá lớn nó ở gần gần đó, nó nghe mùi thì nó sẽ vào. Mà con cá lớn vào thì con cá nhỏ nó sẽ dạt ra, chúng ta sẽ câu con cá vơ lớn nhiều hơn. Và khi chúng ta câu ở cái điểm đó, con cá chuẩn bị bể, con cá chuẩn bị bể nha các bạn, thì chúng ta nên câu loại dầu hơi nặng một chút. Và khi chúng ta câu dầu nặng rồi thì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta chỉ câu được một hoặc hai lần nữa thôi, không câu dầu nữa. Các bạn đừng lạm dụng dầu quá. Và chúng ta đừng nên quấn dầu ở một lỗ hoài. Con cá nó sẽ bể ở cái khu vực đó, ở vòng vòng đó, nó nghe mùi dầu riết thì nó cũng bể. Cũng như mình vậy, mình ăn thịt ăn cá đấy mình cũng sợ chứ, mình sẽ ăn đi kiếm cái rau rác mình ăn, với con cá nó cũng vậy. Chúng ta không nên câu một lỗ hoài và câu dầu ở một lỗ đó hoài. Khi chúng ta câu ở cái mức thứ ba là cái dầu nặng rồi, chúng ta câu xác định rằng một ngày hoặc là hai ngày thôi, không câu nữa. Và khi chúng ta câu con cá nó bể quá bể rồi, có thể chúng ta không câu dầu nữa, chúng ta chỉ câu chứng kiến không thôi, không câu dầu nữa. Các bạn lưu ý nha, cái con cá sặc này á nó rất là khôn, nó rất là tham ăn nhưng mà nó khôn. Mình sẽ trong cái clip thực tế tới mình sẽ chỉ dẫn, hướng dẫn với các bạn cách nhìn xem tại sao con cá nó bể và con cá nó chưa bể. Tại nhiều nhiều anh em cứ thấy con cá lên nó lộn ha, nó lên nó lộn đùng đùng đùng, nó sẽ lôi chân mình lại, nó không là nó làm mình không đi được. Đó là những cái con cá nó bể rồi các bạn, nó bể rồi nó lên nó nhát, nó lên nó lộn, con cá nó phải thở. Con cá sặc, con cá nào cũng phải thở, mà đặc biệt là con cá sặc nó ở tầng mặt thì nó thở rất là nhiều hơn con những con cá khác. Và những con cá đó tại sao các bạn cứ thấy nó lên nó lộn một cái cho thiệt là lẹ rồi nó xuống, là nó quá sợ, nó quá sợ bề mặt, nó lên nó lộn rồi nó xuống liền, nó lên nó lộn xuống liền. Và chúng ta cứ nhìn thấy, chúng ta thấy nó lộn chúng ta cứ nghĩ là nó có con cá thì nó sẽ ăn, nhưng mà các bạn nên nhớ muốn ăn được con cá đó rất là khó. Và mình mới vừa tư vấn sơ về ba loại dầu. Rồi giờ mình sẽ tư vấn tiếp. Chúng ta nên thử tại sao, chúng ta thử để xem biết con cá nó có bể hay không, hay là con cá nó thích hợp ở loại dầu nào. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái đó, các bạn để ý nha. Chúng ta tới một cái điểm mới, rau nhúc hay là ở một cái hầm, cái hố hay cái gì đó, vào tùy thời điểm mùa mùa nước nha các bạn. Các bạn nên nhớ nha, ở cái mùa khô á cũng như là từ tháng cuối tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, khi nước chưa về, ở những cái hầm, những cái hố hay cái gì đó, cái đập gì đó mà con cá mà nước mới nó chưa về thì thường là con cá nó sẽ ở cái vụ ở cái chỗ sâu nhất của một cái khu đó, nhưng mà nước không quá hai không quá 1,5 m nha các bạn. Thường là con cá nó sẽ gom, con cá lớn nó sẽ gom về ngay chỗ đó. Khi nước mà càng rút càng nhiều thì con cá nó sẽ càng gom về cái lỗ sâu đó. Và chỗ đó nó phải kín chút. Kín thì con cá sặc nó mới ở. Kín nhưng mà phải có lỗ thở nha các bạn, có nghĩa là xung quanh nó dày đặc hết nhưng mà nó phải có một hai cái lỗ trống trống vậy đó thì con cá sặc nó sẽ vô gom vào đó hết. Cho nên chúng ta câu là chúng ta phải lưu ý cái vấn đề đó. Mà đặc biệt chúng ta câu cái câu 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 hầm, câu đập ở cái mùa khô là chúng ta lưu ý cái vấn đề đó. Và chúng ta xả mồi, chúng ta tới một cái điểm câu cá sặc, chúng ta nên móc ít nhất là ba lỗ, ít nhất là ba lỗ nha các bạn. Các bạn lưu ý nha, ba lỗ, ít nhất là ba lỗ. Và chúng ta xả mồi ở mỗi một lỗ cách nhau là phải từ 4 mét trở lên nha các bạn. Các bạn lưu ý nha, một lỗ phải từ cách nhau 4 mét trở lên, đừng có móc gần quá. Móc gần quá khi ta xả mồi xuống, khi ta xả dầu xuống, con cá nó sẽ bị rối loạn, nó không biết cái lỗ nào để mà nó vào.
cho nên là chúng ta móc phải từ 4 mét trở lên. Thì chúng ta quýnh nè, các bạn để ý nha, chúng ta đánh một lỗ không dầu, có nghĩa là chỉ chứng kiến không thôi. Các bạn bóp chứng kiến không và các bạn dục lên miệng lỗ đó, một lỗ, và một cái lỗ thứ hai chúng ta bóp chứng kiến, chúng ta dục ở cái dầu trung bình thôi, từ trung bình tới dầu nhẹ thôi. Chúng ta đặc biệt đừng bao giờ đánh dầu nặng liền nha các bạn, tại cái dầu nặng đó, khi cho con cá mà nó vô cái dầu nặng rồi đó, thì mình xin lưu ý với các bạn là cái dầu nặng này, trong cái dầu nặng này nó có cái chất gây mê. Thì ở cái clip sau, chắc có lẽ là ở clip sau thì mình sẽ nói về cái vấn đề này nhiều hơn chút, là cái dầu nặng thì nó có chất gây mê, và cái chất gây mê thì các bạn biết rồi, nó sẽ làm cho con cá nó mau bể lắm. Cho nên chúng ta không nên đánh dầu nặng, chúng ta chỉ nên đánh chứng kiến không thôi, một lỗ chúng ta đánh chứng kiến không, và một lỗ chúng ta đánh chứng kiến nhẹ thôi, đánh dầu nhẹ thôi, và lỗ nữa chúng ta đánh dầu chung thôi. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta không, đừng nên móc gần nhau. Rồi, có lẽ là một số cái kỹ thuật, một số cái thông tin về thứ nhất nè, dụng cụ làm nè, cái thứ nhì là về cái dây nhợ và cái phao và cái cách câu phao từ tầng nước, từ con cá bể hay con cá chưa bể. Cái thứ ba là mình mới tư vấn với các bạn là về cái vấn đề dầu, dầu câu. Thì nó lẽ là mình mới nói nhiêu đó thôi mà ra 20 mấy phút rồi, có lẽ là mình sẽ hướng dẫn sơ với các bạn cái cách làm cái phao thôi. Còn những cái chi, những cái trong cái đó này, mình có một số anh em thường hay hỏi mình cái cách đó là làm sao nhận diện được giữa con cá sặc bớm và con cá sặc rằn nha các bạn. Cái đó là nếu chúng ta chịu khó để ý hay là chúng ta có chút kinh nghiệm, chúng ta nhìn là biết liền giữa con cá sặc bớm và con cá sặc rằn, là chúng ta nhìn là biết liền. Nó có một cái đặc điểm khác, nó không có giống nhau đâu các bạn. Mặc dù hai loại cá nó là chung một giống, nhưng mà thường đó là con cá sặc rằn, con sặc bớm nó hay đi chung với nhau lắm. Nhưng mà để phân biệt có hay con cá sặc rằn, con cá sặc bớm, chúng ta nhìn chúng ta sẽ biết. Qua cái, chắc có lẽ là ở cái clip sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái đó. Và mình sẽ hướng dẫn thực tế thôi, chứ nhiều khi nói không, anh em không nhìn thực tế anh em không biết được đâu. Để cái clip sắp tới đây thì mình sẽ đi câu cá sặc đây. Mình đang chuẩn bị một bộ số dây phao là mình sẽ đi câu, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nhìn. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn coi cách mình làm phao đi ha. Rồi, anh em chờ chút xíu ha. Hồi nãy mình thông báo tư vấn với các bạn, mình quên lưu ý là các bạn làm cái bộ phao câu cá sặc thì chúng ta nên cần phải có cái này nha các bạn. Cái bình chúng ta đi câu uống nước á, chúng ta chuẩn bị một bình nước cho đầy luôn nha các bạn, để chúng ta canh phao. Tại con cá sặc này á, các bạn trong cái clip của mình có một cái clip là câu cá sặc ở Bình Dương đó, nhưng mà mình không nhớ là cái clip đó, bữa đó là mình cái bộ phao mình đi câu đêm đó mình đã hết rồi, mình lấy một cái bộ phao câu cá chê mình câu đỡ, nhưng mà mình câu không được, tại vì do cái phao á, nó nặng quá, nó nhẹ, nó to quá mà cục chì nó nhẹ quá, cho nên con cá kéo nặng quá, nó kéo nặng quá, một là nó sẽ nhả, hai là nó sẽ mình không cảm nhận được cái con cá nó ăn. Mà chúng ta bởi vậy chúng ta phải cần phải có một cái ca nước để chúng ta canh phao cho nó chuẩn xác đàng hoàng, rồi khi chúng ta câu con cá nó ăn nó rất là nhạy ăn. Rồi các bạn chờ mình chút xíu ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ, trước nhất chúng ta sẽ làm một bộ phao câu ngày. Một bộ phao câu ngày thì cái cây phao này nó tầm khoảng chừng 4 ly thôi nha các bạn. 4 ly tròn á, nó khoảng 4 ly thôi. 4 ly đổ lại thôi nha các bạn, đừng làm to quá nha. Câu ngày thường là câu ngày là phao càng nhỏ càng tốt. Chúng ta nên nhớ chúng ta lựa cái phao thiệt là già nha các bạn. Chúng ta muốn biết nó dài hay không, chúng ta bóp nhẹ nhẹ vô là nó cứng á, nó cứng mà nó tròn, nó đầy cái phao, nó cứng thì cái phao đó là mình câu được. Còn có một số cái phao đây nè, các bạn thấy ở đây mình cũng có một số nè, nhưng mà cái này xài không được nè. Chúng ta bóp nhẹ cho chúng ta thấy nó bị giật. Là có nghĩa là cây phao này nó không đủ độ già, hoặc là cây phao này do người ta trồng sao mình cũng không biết, nhưng mà nó không đủ độ cứng thì chúng ta không xài được. Chúng ta có làm đi nữa thì nó xài giỏi lắm một lần hoặc là hai lần là nó hư rồi, uổng công chúng ta làm, chúng ta không nên làm. Chúng ta bóp cái phao nó hơi cứng chút xíu ha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy vô làm, chúng ta cắt nó tầm khoảng 4 phần nha các bạn, 4 phần hoặc là 3 phần các bạn cũng được, tùy theo cái phao và tùy theo cục chì thôi.
Rồi chúng ta cắt một cái phao này ha, khoảng 4 phân thôi các bạn. Chúng ta làm dài dài quá cũng không cần thiết đâu, tại chúng ta có cái đầu chụp ở trên rồi, chúng ta không cần phải làm dài đâu. Chúng ta chỉ cần thấy cái chấp đỏ rồi chúng ta đã thấy rồi, không cần làm dài ha. Rồi chúng ta cắt cái phao xong chúng ta xỏ lỗ nha các bạn, xỏ lỗ cho nó vô ngay tim ha. Rồi chúng ta sẽ lấy nhợ, các bạn nên nhớ nha, cái chúng ta câu ban ngày chúng ta nhợ câu mọi nhợ một chấm thôi nha các bạn, đừng câu nhợ lớn nha, câu nhợ lớn con cá nó nhát, chúng ta câu một chấm là vừa. Cái nhợ hero này nó rẻ tiền mà câu cũng được lắm các bạn. Mình trước kia thì mình câu cái loại nhợ xanh, nhưng mà giờ cái nhợ đó nó không còn bán nữa. Nhợ đấy cũng nhợ Nhật nhưng mà mình không biết nó là tên gì, nhưng mà nó nhợ xanh xanh xài cũng ngon lắm. Bây giờ nhợ đó không còn nữa. Nhưng mình từ ngày nó mua không có cái loại đó, mình xài cái hero luôn. Hero xài nó cũng được, nhợ nó cũng da, nó có độ đàn hồi các bạn. Chúng ta như mình nói với các bạn nên làm một sải tay gì nữa ha. Sải tay thì tùy nó khoảng chừng 1,5 m, nhưng mà mình cho nó trừ hao ra 1 m, 2 m luôn các bạn. Chúng ta cho nó trừ hao 2 m hoặc là 1,7 m, 1,8 m, 1,9 m gì đó, dài chút xíu. Khi mà chúng ta câu, chúng ta không cần thiết thì chúng ta cắt bỏ đi, nó có đó không quan trọng. Tại chúng ta làm ra một bộ, làm ra một cái phao nó cực mà nó để nó bị ngắn nó chúng ta tiếc lắm. Chẳng thà chúng ta cho nó dư thêm một chút đi ha. Rồi chúng ta sẽ lòn vào, và cái phao mà cái dây mà chúng ta để cột cái này thì chúng ta về xài dây to chút xíu, nó khoảng chừng 3 chấm là được. Đừng dây dài to quá, dày quá nó cũng cộm các bạn, nó khoảng 3 chấm là được. Khi chúng ta cột cái đầu này nè, hai cái đầu này ha các bạn, một là các bạn nên ngâm nước cho nó thấm hai cái đầu này, không là chúng ta ngậm vô miệng nha. Cái nước bọt chúng ta nó sẽ làm cái đầu phao nó dịu lại. Chúng ta nếu chúng ta ngậm vô miệng thì nó tốt hơn, hoặc là chúng ta ngâm nước, ngâm ở hai cái đầu thôi. Chúng ta đừng ngâm ở cái nguyên cái thanh này vào. Có nhiều anh em làm ngâm nguyên cái này vào đó, thì nước đó, mình làm vậy mình phải phơi nắng, chứ nếu mình không phơi nắng là nó sẽ bị mốc. Nước nó thấm vào, tại vì chúng ta sọt cái lỗ này chúng ta chưa kịp cột á, là nước nó sẽ chui vào cái lỗ này nè các bạn. Nó vào lỗ này thì nó sẽ ngấm ở trong đó đó. Chúng ta khi để một thời gian á, chúng ta không câu, chúng ta lấy ra nó móc trắng hết trơn rồi. Cho nên là chúng ta nên ngậm hoặc là chúng ta nhúng hai đầu thôi, để cái phần giữa cho nó khô nha các bạn. Rồi chúng ta ngậm chút xíu thôi, chờ cho nó có đủ độ thấm nha các bạn. Nó thấm vào thì nó sẽ mềm. Chúng ta cột này nó không bị đứt cái chỗ cái đầu này. Chúng ta cột cái đầu này chúng ta chỉ cột hai vòng thôi, các bạn đừng nên cột nhiều quá, cột nhiều quá thì quấn nhiều quá nó dễ bị tụt. Chúng ta xong một đầu, các bạn lưu ý nha, các bạn nên dùng cái kìm bấm nha. Giờ rồi chúng ta nên dùng kìm bấm, chúng ta đừng ở xài cái lưỡi lam, chúng ta đừng lấy lưỡi lam nó cắt. Mình lúc trước mình lưu ý mình xài cái lưỡi lam mình bấm hay bị phạm cái cọng nhợ này nữa. Chúng ta làm xong hết chứ chúng ta bấm dùng cái dao lam, nhưng mà cắt cái nó phạm như đây cái cũng như là không chùa luôn các bạn.
mà siết vô chúng ta lắc nhẹ nhẹ cái phao, lắc nhẹ nhẹ cái phao là con nhện nó tự sẽ tự sát thôi. Sau khi chúng ta cắt cái xiết vô rồi, chúng ta thấy cái phao này nó dư dư cái đầu này nó không được đẹp đúng không? Chúng ta sẽ lấy cái, cho các bạn cẩn thận cái khâu này nha, cái khâu này nó dễ bị phạm đấy. Cái này thì mình tốt nhất là mình xài cái cây bấm móng tay này, mà do không ra mình để nó trong nước nó hơi bị sét cũng khó làm. Bây giờ mình bấm cái phần dư này cho cái phao của mình nó tròn trịa nó đẹp chút. Sau khi chúng ta bấm rồi thì cái phao nó sẽ rất tròn, rất đẹp như các bạn thấy ha, để tròn đẹp rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ canh chì. Chúng ta mình thì mình sẽ thích làm cái chì nó chung chút xíu các bạn ơi, nó nhỏ quá là mình khó câu lắm, mình thích xài nhận chì chung thôi, nó nhỏ quá. Mặc dầu con cá nó, nếu mà con cá bể thì nó có mình khó hơi khó câu một chút, nhưng mà cái chì nhỏ nhỏ quá mình để lên cái phao nó ít, thường nó cái độ đứng nó không có đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ thử ha, chúng ta khoan khoan rút nha các bạn, chúng ta để lên chúng ta siết nhẹ dòng rút nhẹ cái đầu phao ở cục chì lại đi, rồi chúng ta thử khi nào mà nó đạt độ cái độ chuẩn đẹp rồi. Rồi chúng ta sẽ thử ha, phao ha. Đấy, bây giờ trước khi ta thử này chúng ta hãy nên chụp cái phao đỏ, cái đầu đỏ vô đây này nha các bạn. Hồi nãy mình nói với các bạn là cái chụp chì màu đỏ nè ha, bây giờ mình sẽ để cái chụp chì vô để mình canh phao cho nó chuẩn luôn các bạn. Đây cái phao của mình rồi ha, cái phao của mình hiện tại bây giờ là đang đẹp rồi đó. Chúng ta sẽ canh nước ha, chúng ta thấy cái chục chì chúng ta hơi nhẹ đó. Nếu như chúng ta không canh phao quá thì chúng ta sẽ không có cái canh nước này, chúng ta sẽ không biết đâu, không biết cái phao mình nó ở mức độ nào đâu. Chúng ta lấy ra hai cục chì hơi to hơn chút, hoặc là anh em nào mà không thích câu chì to thì chúng ta sẽ cắt cái phao ở cái phao sau, thì mình nên lưu ý mình làm cái phao nó nhỏ lại một chút. Mà mình thì mình câu, tại mình câu nó thật với các bạn là mình chỉ câu thích câu cá lớn thôi, mình cái giá nhỏ nhỏ mình làm miếng câu lắm, cho nên chị mình phải chạy chị lớn hơn chút cũng không sao các bạn. Đây chị nãy, cục chị nãy với cục chị giờ rồi ha, hai cục nó chênh lệch chút xíu. Bởi vì khi các bạn ra tiệm các bạn mua chị á, đừng có mua một cỡ nha, các bạn mua 8 9 10 với nhau, đừng có mua một cỡ. Chúng ta mua một cỡ thì chúng ta sẽ về chúng ta canh phao cực lắm. Ví dụ như vậy phao mà nó hơi lỡ, nó hơi nặng phao một chút thì chúng ta thay cục chì vô là được rồi. Chúng ta cắt mỗi lần chúng ta cột rồi là cực lắm, chỉ cần phao mà nó hơi già chút là chúng ta lựa chì già, mà nếu là phao hơi non nước chút thì chúng ta lựa chì non chút. Rồi bây giờ chúng ta thấy là các bạn thấy là cái phao của mình là rất là đẹp rồi nè,
Các bạn thấy ha, hộp bắp của mình về là đẹp rồi đó. Nó chì là nó hơi nặng chút xíu. Chúng ta là cho canh phao làm sao á, và chúng ta canh cái phao á cho nó lú lên khoảng chừng, chúng ta canh cái phao á nó lú lên cỡ khoảng 3 phần cái phao là đẹp nhất. Các bạn nên nhớ nha, 3 phần cái phao là đẹp nhất nha. Tại vì chúng ta câu bọc bắp á, khi cái nước nó thấm, chúng ta câu một thời gian là cái nước nó thấm vô nè, là nó sẽ dễ bị chìm cái phao lắm. Cục chì này nó hơi nặng so với cái phao chút xíu nha các bạn. Khi chúng ta câu mà chì to ở quanh phao mà nó nhẹ quá thì cái này lại là một cái kinh nghiệm nè. Khi chúng ta câu chì nhẹ quá thì con cá sặc bớm vô á, nó chỉ cần sặc bớm nó đá nhẹ phao thôi là của phao chúng ta chì nó ra cục nhỏ, mồi chúng ta đã chìm mà. Chúng ta sẽ phải giật hoài nó mạnh lắm. Cho nên chúng ta canh cái phao á, chúng ta canh cái phao cực kỳ quan trọng. Chúng ta canh cái phao mà nó vừa đẹp á thì con cá sặc bớm á nó vô nó phá đá, nhưng mà cái mình nhìn là mình biết sặc bớm hay sặc rằn. Con sặc rằn nó nặng nó mạnh đó các bạn. Nó lại nó ngậm thì cái cục chì nếu mà chúng ta canh ở cái mức độ mà vừa thì con cá sặc rằn á nó ngậm vô là chúng ta biết liền à. Còn không ấy thì chúng ta phải giật mỏi tay lắm. Câu cái sặc này thì các bạn biết là con sặc rằn này thì thường là nó hay có cái sặc bớm. Ở cái clip sau á, nói chung là trong những cái clip tới này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái ban đêm á, mình nên câu con cá như thế nào, còn ban ngày á, mình nên câu con cá như thế nào. Ban đêm đó, cái kỹ thuật câu ban đêm nó khác câu ban ngày nha các bạn. Rồi giờ chúng ta coi tiếp ha. Đây, phao cỡ này là rất là đẹp nha các bạn. Nó tầm khoảng chừng 8-10 cái độ lúng, cái độ sâu nè ha. Tầm 8-10 là cái phao này cỡ này là đẹp nhất. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tắt. Do cái clip này cái thời gian của nó dài quá, mình không biết rồi có các bạn xem có chán có chán hay không. Nhưng mà cái clip này mình thấy làm dài quá, anh em coi cũng mệt mỏi lắm. Cho nên là bây giờ mình, nhưng mà để nếu như mà để hướng dẫn tận tường với các bạn luôn á thì cái thời gian chắc chắn là nó phải dài hơn chút rồi. Các bạn thôi bây giờ để cho nó hầu như là tóm lưỡi thì anh em nào cũng biết hết rồi, thì bây giờ ở để rút ngắn thời gian, bây giờ là mình không quay lại cái tóm lưỡi nữa ha, để mình thanh vũ giữ để dành cái thời gian đó để mình làm cái bộ phao câu đêm các bạn ha. Mình quên tư vấn với các bạn nữa, câu ban đêm hay ban ngày gì cũng vậy, chúng ta câu tùy theo loại cá, tùy theo loại cá mà chúng ta câu cái lưỡi số cho nó thích hợp nha các bạn. Ở đây là mình đang câu cái lưỡi trắng. Cái lưỡi trắng này là lưỡi của lưỡi trắng Nhật á. Cái lưỡi này thì cũng có chỗ bán chỗ không, cho nên là một số anh em nào ở những cái vùng mà không có bán cái lưỡi này á, chúng ta sẽ xài cái lưỡi Maroto ha. Còn chúng ta có chỗ nào mà nó bán cái lưỡi trắng lưỡi Nhật này thì chúng ta câu lưỡi trắng này nó hay hơn, theo như mình thấy, kinh nghiệm mình thấy. Tại cái lưỡi trắng này cái khẩu nó rộng lắm các bạn, cái khẩu nó rộng nhưng mà cái giọng của nó thì nó ngắn hơn, mà cái ngạnh nó thì nó sâu hơn, cho nên dính con cá lớn nó khó xảy lắm. Maroto chúng ta thấy vậy chứ chúng ta câu con cá nhỏ thì được, còn con cá lớn đó, nó dễ xảy lắm. Ở đây mình cũng có mua sẵn cái bịch Maroto cho các bạn coi. Đâu rồi? Mình có mua cái Maroto để cho những anh em ở cái vùng ở cái chỗ nào địa những chỗ mà nó không có cái không có lưỡi không có bán đó, thì chúng ta sẽ mua. Đây rồi nha các bạn, chúng ta tóm đài câu ban ngày nha. Cái này là câu ban ngày, chúng ta nên mua cái loại chặn đen này nè, chặn đen dài này nè, nó càng nhỏ càng tốt nha các bạn. Nó càng cái phi nó càng nhỏ càng tốt, chúng ta mua cái này, chúng ta đừng có để nguyên, chúng ta cắt đôi ra nha các bạn. Do cái thời gian nó dài quá, nó ngắn quá mà mình phải hướng dẫn cho anh em cặn kẽ quá, cho mình sợ cái clip mình nó dài quá, chúng ta cắt đôi ra thôi, đừng có xài to quá. Con cá chúng ta câu bằng ngày chúng ta hạn chế tối đa. Để phải lấy vô làm. Đây. Cái phong ngày nè, chúng ta sẽ chọn rồi chúng ta lấy phần nửa phi nè thôi nha các bạn.
thay vì chúng ta rút lại, nhưng mà ban ngày chúng ta hạn chế cái độ chúng ta rút, là chúng ta rút thì chúng ta phải xe đôi nhợ, mà xe đôi nhợ thì con nhợ nó sẽ to hay con cá nó sẽ dễ nhát lắm. Ở đây thì mình đánh cái điểm mình tính chuẩn bị đi đánh đó. Là mình chuẩn bị định đi đánh đó, là mình sẽ đánh cái điểm cá nó hơi lớn, cho mình đang quýnh lưỡi số số 6 nha các bạn. Lưỡi số 6 thấy trắng của Nhật nè. Chút mình sẽ hướng dẫn các bạn nên lựa cái loại lưỡi cỡ nào để cho phù hợp với lại cái con cá nha các bạn. Mắt mũi chèm nhèm quá các bạn ơi. Tùy theo loại cá, tùy theo kích cỡ lá cá nha các bạn. Cá mà khoảng chừng 5 số con ký á, 5 số con ký nha các bạn, 5 6 hoặc là 7 con ký thì chúng ta nên dùng lưỡi số 6. Lưỡi số 6, lưỡi Nhật nè, lưỡi trắng nè. Maruto thì chúng ta quýnh lưỡi số 5 hoặc số 6 cũng được. Cá mà khoảng chừng chục con ký á, thì chúng ta nên quýnh lưỡi từ số 5 hoặc số 4 cũng được. Còn cá mà nhỏ nữa thì chúng ta chỉ dùng lưỡi số số 4 hoặc số 3. Mà thường là mình ít khi nào mình quýnh cá nhỏ mình làm biển quýnh, cho nên là mình quýnh thường là tới từ số 4 trở lên nha các bạn. Tại con cá sặc này đó, nó ăn đó. Đặc tính của con sặc nó ăn là nó hút nha các bạn, chứ nó không có ngậm, nó không có cắn như mấy con cá khác. Cho nên là chúng ta cần phải lựa cái lưỡi á cho nó có cái khẩu này nè. Cái khẩu này nó rộng như xíu để khi nó phun nó hớp vô rồi là nó không phun ra được. Và chứ nếu cái khẩu nó nhỏ quá đó, khi nó hớp vô rồi nó phun ra được nha các bạn. Rồi. Cái phao này, bộ dây phao đây. Đây mình xài cái cục chặn này đây các bạn. Đây các bạn thấy ha, mình xài một chặn này ha, nhưng mà mình tóm dây đơn mình ha. Mình không có tóm dây đôi nha các bạn. Dây đôi thì ban đêm mình mới tóm dây đôi, chứ ban ngày mình tóm dây đơn này thôi. Cái cọng dây này cho nó thanh mảnh chút cho con cá nó đỡ bể nha các bạn. Ban ngày thì chúng ta nên làm như vậy. Đây. Coi như chúng ta đã hoàn thiện một bộ phao câu ban ngày ha. Cái lưỡi này là các bạn như mình mới vừa nói đó, các bạn có tóm từ lưỡi số 3, số 4, số 5, số 6. Có nhiều anh em câu có lưỡi số 7, nhưng mà theo như mình thấy là số 6 là vừa rồi. Cá khoảng chừng 4 con, 5 con ký thì chúng ta quấn số 6 là vừa. Bây giờ cá mà lớn hơn nữa đâu ra, 4 con cũng không có đâu, hiếm lắm các bạn ơi. Cái điểm mà mình câu ở bên Bình Dương, điểm nó lớn nhất, điểm đó là cá lớn nhất theo mình câu. Có ở trên kia cũng có điểm câu cá lớn hơn nữa, nhưng mà thông thường là cá 5 con ký thì bây giờ rất cực kỳ là hiếm rồi. Cho nên mình chỉ cần câu, chúng ta chỉ cần câu lưỡi số 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 6 rồi, số 6 là vừa rồi. Còn ví dụ mà cá 7 8 con ký thì chúng ta nên câu lưỡi số 5. Các bạn ha, rồi lưu ý cái đó là cái kích cỡ chúng ta lấy cái số cho nó vừa thì câu con cá nó sẽ thích hợp hơn. Đây đi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái lưỡi, cái bộ phao câu, phao số phao câu đêm đi ha. Bây giờ mình có hai loại phao, và để mình làm cái loại phao nhỏ đi cho các bạn dễ coi. Cái phao nhỏ thì chúng ta cắt nó dài chút, chúng ta cắt cái phao nó dài chút thì nó sẽ đầm cái phao hơn. Đây này nha các bạn nha, mình cắt cái phao nhỏ này đi. Đây, chúng ta rút ra chỉ còn được như đây nè ha. Chúng ta thấy ha, cỡ này vừa nha, chúng ta đừng cắt ngắn quá nha các bạn. Ngắn quá thì nó sẽ, chúng ta cắt ngắn quá thì cái phao á, khi chúng ta bỏ xuống nước cái độ đứng phao nó không đẹp đâu. Chúng ta cắt vừa thôi. Rồi, chúng ta cũng xỏ như vậy luôn ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ xài cái hột quẹt. Các bạn nên nhớ nha, chúng ta hơi lửa chúng ta để vô cho lẹ, chúng ta đừng ở đây nhiều quá nó phạm nha các bạn. Cái hột quẹt của mình mới đây đâu, đây. Đây là ha, mình sẽ hơi lửa. Các bạn hơi lửa cho nó vừa nóng thôi, các bạn để vô liền. Ngay cái gió của cái máy quạt trên cái lửa mình nó hơi có cái máy lạnh nó ngay cái gió, cái luồng gió nên cái lửa mình nó lâu nóng quá.
để cho các bạn dễ thấy ha. Rồi, chúng ta lẹ tay lắm. Thấy vô. Không kịp luôn đó. Rồi. Chị biết từ cái như vậy đi, chúng ta vô thử rồi, nếu mà nông chặt quá chúng ta sẽ hơi thêm. Còn hơi chặt nha các bạn, chúng ta sẽ hơi thêm một lần nữa. Mắt hơi yếu và trong phòng nó hơi bị thiếu ánh sáng đó các bạn, nên làm nó hơi bị lập chập. Mà ở ngoài thì mình sợ tiếng ồn. Sợ tiếng ồn thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái video. Thứ nhất là chất lượng anh em nghe không rõ, thứ nhì là nó dễ bị dính lắm. Thôi mình đưa vô phòng. Rồi. Chúng ta sẽ dùng cái này, chúng ta sẽ chúng ta cho nó có nông, cũng như chúng ta nông cái lỗ đó các bạn. Cái phao nhỏ này nó mềm lắm nha các bạn, nó dễ bị ấy lắm, nên chúng ta làm từ từ, đừng nôn nóng gì hết. Vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng nhựa 1.5 nha các bạn. Đây, chúng ta dùng nhựa 1.5 nha. Như nãy mình nói là câu đêm thì mình chỉ cần dùng một sải tay thôi là được rồi các bạn. Nhựa câu đêm thì chúng ta cũng không cần làm dài lắm. Ban ngày thì chúng ta sẽ dài cho nó dài một chút, nhưng mà đêm mà chúng ta xài 1.5 là được rồi. Quên, sải một sải tay là được rồi. Ẩm rài mình lu bu quá không có thời gian đi câu. Ẩm rài cũng ngứa ngày lắm rồi các bạn ơi. Mình thì chỉ mê cái sặc thôi, còn mấy cái kia thì mình thật sự ra nói thiệt với các bạn, câu tại đi câu vậy thôi, chứ mấy bộ môn khác mình không mê lắm. Đi câu cho nó vui vậy thôi chứ không mê. Mê nhất là bộ môn cái sặc. Nên là mình mà nghe nói chỗ nào mà có cái sặc là cỡ nào cũng đi đó các bạn, xa gì xa cỡ nào cũng tới. Cho nên và bây giờ cái này á, đúng ra chúng ta cọt ở dưới này nè, nhưng mà chúng ta không cần cọt đâu, chúng ta nên lấy cái cục chặn nè, tại vì chúng ta cọt á nó dễ bị đứt lắm. Chúng ta lấy cục chặn để nguyên cái luôn nha các bạn. Đây cục chặn cho nó dễ làm hơn, chặn ở dưới đáy này là được rồi. Rồi chúng ta chặn nè. Các bạn muốn câu ở tầng nào các bạn kéo một tầng đó, mà tốt nhất thì các bạn nên cột sơ lại một cái nữa, cột sơ lại cho nó ổn định cái phao mình hơn. Bây giờ mình sẽ nhét phao vô ha, chúng ta nhét vô, chúng ta sẽ nhẹ nhẹ vào, tại vì cái phao này nó hơi nhẹ hơi nhỏ cho nên chúng ta làm hơi khó, chứ nếu mà làm cái phao to kia thì nó dễ hơn. Chúng ta làm cái phao này nha các bạn. Bây giờ thì chắc có lẽ là không có thời gian để chúng ta, nó dài quá, do thời gian dài quá chúng ta không thể làm hướng dẫn các bạn cái cách làm cái phao bắp. Bây giờ cái phao này đi, nếu mà chúng ta làm cái phao bắp á, là chúng ta khoét cái lỗ, các bạn là khoét cái lỗ chúng ta để vô và chúng ta nhỏ miếng cái dao nhỏ một miếng cái sẽ có thể thôi, cái đó để mình làm cái clip sau đi. Cái clip này thời gian nó gấp quá, nó nhiều dài quá rồi, mình không thể nào mà tư vấn cho anh em thêm được nữa. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn làm cái phao thôi ha, vậy thôi ha. Rồi, và cái cột lưỡi thì chắc có lẽ mình không cần nói về cái cột lưỡi cho các bạn ha, nên là mình đã tư vấn rồi ha. Ban đêm thì mình chỉ không cần phải để cái cục chặn cái đâu, ban đêm thì mình sẽ tống trực tiếp luôn. Cái lưỡi này thì chúng ta mua, bữa mình mua hình như là một
mua, chúng ta mua lẻ một cái 3.000 nha các bạn, còn chúng ta mua chẵn thì một khoảng 100 cái hình như là 250. Mình mua lận hộp vậy đó. Đây, mình câu nhiều quá cho nên mình mua lận hộp vậy, mua lẻ lẻ mất tiền các bạn ơi. Cái câu đã không làm ra tiền mà xài nó hao tiền quá. Do cái thời gian nó dài quá, chúng ta tóm cái này nè, để chúng ta để khi chúng ta để cái phao xuống nó không bị ngã nghiêng ngon vậy nha các bạn. Ngã nghiêng vậy chúng ta dở cái dễ xảy lắm, chúng ta xỏ ngược trở lại cái nữa cho nó hoàn vô. Hồi nãy thì chúng ta xỏ bên này, bây giờ chúng ta sẽ xỏ ngược lại bên kia để cho cái phao của mình nó vô ngay tim nha các bạn. Quên, cái lưỡi của mình nó vô ngay tâm của cái đường nhợ, thì cái phao, cái lưỡi của mình nó sẽ đứng. Đây, bây giờ các bạn thấy ha, mình sẽ làm ngược trở lại thì nó sẽ vô chính giữa lại. Chúng ta dở con cá, thứ nhất á, là chúng ta dở con cá nó không có bị tức nhợ. Thứ nhì á, là cái đường nhợ chúng ta nó sẽ đứng. Nó đứng á, thì chúng ta dở con cá xác suất, xác suất dính thì nó nhiều hơn. Đây nè ha, nó cọc lại. Cái này thì hầu như là anh em nào cũng biết, chỉ có một cái là chúng ta xỏ xỏ qua xỏ lại thôi, cái đó là có một số anh em không biết thôi, chứ còn tóm lưỡi thì hầu như dân câu mình ai cũng biết. Chết cha, mình quên vô chì gấp quá gấp quá, mình quên vô chì rồi các bạn ơi. Rồi đây ha, hồi nãy là do mình gấp quá mình quên vô chì các bạn. Sau khi mình vô chì rồi thì cái hồi nãy là mình cái công đoạn mà mình tóm lưỡi sao cho nó đứng, cái lưỡi nè các bạn thấy bây giờ cái lưỡi của mình đang đứng nè ha. Đây các bạn để ý, các bạn thấy ha, cái lưỡi của mình nó đang đứng nè, nó không có bị ngã, nó không có bị đá qua một bên, nó không bị ngã nữa nha các bạn. Rồi khi chúng ta dở con cá sặc thì chúng ta dở cái xác suất nó rớt cá nó lại ít hơn, và con cá khi nó ăn chúng ta dở nó chính xác hơn nha các bạn. Rồi, coi như là cái clip này tới đây mình cũng xin được hoàn thiện cái clip này tới đây đi ha. Và cái con cá sặc thì nó còn nhiều lắm các bạn ơi. Trong một clip chắc có thể là mình không chia sẻ các bạn hết được. Thôi chắc có lẽ là mình sẽ làm thêm một clip thứ hai để chia sẻ cái kinh nghiệm câu cá sặc. Trong clip thứ hai bây giờ mình sẽ nói lại với các bạn ha. Trong một clip thứ hai là mình sẽ tư vấn, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm là chúng ta nhìn thế nào chúng ta phát hiện ra con cá sặc mớm là con cá sặc rằn ha các bạn ha. Và thường con cá sặc rằn thì nó ở những cái điểm nào trong một cái vùng đó, các bạn để ý cái đó ha. Và cái thứ clip thứ hai đó thì mình sẽ chia sẻ ba những cái kinh nghiệm đó và một số cái kinh nghiệm cần thiết để chúng ta quýnh con cá sặc rằn cho nó, gọi là nó đạt hơn ha. Thôi thì bây giờ do cái thời gian bây giờ lúc cỡ đã 1 tiếng rồi các bạn, cho nên là mình chắc mình cũng không làm thêm được nữa. Hồi nãy giờ hai cái cách thức làm phao rồi, còn cái clip làm phao bắp thì câu đêm thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn sau. Rồi thì trong anh em coi thì trong cái clip này nó có cái gì nó hay thì anh em cho mình xin một like ủng hộ ha. Còn nếu như mà không có gì, nói chung là anh em mình câu thì cũng rất là nhiều anh em câu với bộ môn này, nhưng mỗi người có một cái cách câu khác nhau. Thì anh em câu coi mà thấy dụ thấy cái nào nó không hay không thích hợp thì anh em cũng bỏ qua ha, đừng có ném đá chỗ gạch gì ha. Mình đây là chia sẻ kinh nghiệm đi câu thôi chứ cũng chẳng hay ho gì ha. Thôi chào tạm biệt anh em ha. Rồi chúc anh em có một chuyến câu vui vẻ. Mình sẽ bắt đầu trở về với bộ môn yêu thích của mình. Không là do mình đi xa không có đi câu cá sặc được. Hôm sắp tới đây chắc mai mốt gì mình sẽ đi lại những cái điểm câu cá sặc rằn của mình lúc trước đó. Mình sẽ đi thăm lại. Mong anh em đón xem cái clip câu cá sặc của mình ha. Rồi chào tạm biệt anh em ha.